Rồi xin chào mấy anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ có nhận một chiếc là Futurix nha anh em. Đời này có FI. Thì cái đời xe này nói chung là hãng làm khá là ngon lành luôn á. Thì mình sẽ đi từ cái phần John lên. Tại xe này đi cũng mười mấy năm rồi anh em. Thì John đồ nó lồng rồi, nói chung ra khói nó kêu rất là nhiều. Thì một cái John mà mình sẽ gia công. À bên trong bụng giữa này ha, mình sẽ nói là có lúc thì mình sẽ chọn mặt đạn là Nachi nha. Thì mặt đạn này là mặt đạn của Nhật. Thì bên trong bụng giữa anh em xài mặt đạn nó xịn một xíu, ví dụ nó bền, nó êm, nó không có bị bể. Còn anh em xài loại thường quá, rẻ quá thì nó dễ bị nguy cơ bị bể cao. Mà trong bụng giữa nó rất là khó để mình thay thớ nha. Thì một lần mình làm cho nó ngon lành luôn. Và chiếc xe mà đi mười mấy năm anh em, mà mình cố gắng rửa cho nó sạch như thế này là quá là ok luôn nha. Thì phần John, đây là một cái John nha. Cái John này là cái John zin, mình chỉ thay tay và thay mặt đạn thôi. Tại vì cái tay zin đi một thời gian là nó sẽ bị lấp, bị xước và nó bị lóng ách. Đó thì nó lóng ách là lóng ở vị trí này này. Lóng ách là nó lóng ở vị trí này nha anh em. Thì nó lóng là nó sẽ trái bê tông nó sẽ kêu, nó gõ nha. Đó, đạn thì mình thay hai mặt đạn luôn và mình có ép lại. Độ rơ nó đạt chuẩn ha, không có quá rơ mà cũng không quá bót. Rơ quá thì trái bê tông anh em đi nó rất là dễ bị xía. Còn mà anh em mà ép bót quá thì nó sẽ rất dễ bị bó nha. Rồi phần bụng giữa nó có John rồi và một mớ bộ số như thế này. Thì bộ số mình tháo ra xong rồi mình sẽ vệ sinh, mình rửa, chúng mình ráp cho thôi. Phần bụng giữa nó chỉ có cái John là quan trọng. Phần lồng trái thì đây, lồng trái này thì mình cũng xử lý là gia công lại trái zin nha anh em, bỏ vô. Thì hồi trước đó mình cũng hay sấy đó anh em, không rô đa gì nhẹ, nhưng mà thật ra là sấy lỏng quá nó kêu, sấy mà bót quá thì nó dở bị lấp. Nhưng mà mình sẽ chọn phương án là sấy nó tương đối nhẹ thôi nha anh em. Này, nó có độ lì chứ không phải là nó quá là lỏng. Nó quá lỏng thì nó sẽ rất dở bị lấp nha anh em. Chỉ cần rô đa cho mình tầm 500 km thôi là chạy nhẹ nhàng là ok liền. Phần đầu thì không còn quá là ok luôn, tại vì chủ xe này chạy cũng kỹ, nhớt nhau đồ ok. Thì phần đầu mình có thể giữ lại cái phần số bắp để mình chỉnh miệng thôi, để cho nó hơi hám cái căng. Thì những cái dòng hai van như thế này thì nó sẽ có hai cái nồi trước và nồi sau. Thì còn cái nồi sau á thì lá sắt thì giữ lại, còn lá bố thì mình sẽ xài bố hãng. Bố này mình chưa có vô nhớt nha anh em, vô nhớt nữa là ráp luôn là ok rồi. Còn ron phốt đồ thì anh em biết là đi mười mấy năm mà thì nó sẽ hư. Phần Ford Ray này nó sẽ hư và nó ra nhớt rất là nhiều, cục máy rất là dơ. Thì mình sẽ thay full bộ Ford với một cái sơn cam DAD. Thì cái cục máy này á, thì mình build là tầm lanh quanh 3 triệu, hơn 3 triệu. Phát sinh lắm thì nó cũng cỡ hơn gần 4 triệu nha anh em. Thì những dòng này á, thì mình xử lý, mình gia công, mình làm đồ toàn đồ xịn cho anh em. Đó thì đồ chất lượng nha anh em. Thay tay mới này, đạn rồi, nói chung là bụng giữa mình làm ngon lành rồi, mình sẽ làm lại cho anh em. Rồi cho anh em chỉ cần là chạy rô đai tầm 500 cây rồi mình thay nhớt là anh em chạy thoải mái luôn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành sẽ ráp máy nha. Rồi xin chào anh em đã quay lại. Thì cái cục máy mình đã ráp xong, thì đây là thành quả 2 ngày của anh em tụi mình nha. Xe cũ như này nhưng mà giá trị nó có thể là mắc hơn một chiếc Winner cũ nha anh em. Đó thì chủ xe này có chia sẻ với mình đó là mới mua lại, thì đâu đó là cách đây khoảng 2 năm thì giá của nó là tầm hơn 30 triệu, tính ra là cũng hơn Winner thời điểm hiện tại ha. Ngon ha. Rồi giờ quay sát vô tiếng máy nổ này, bấm một cái là nổ. Mà nói anh em là chỉ nghe tiếng thì thầm thôi nha anh em, cực kỳ êm luôn. Cái đời này á là có FI nha anh em, đời này có FI, có tiếng kim phùng nó lít chết nghe y chang như một chiếc Winner mà zin vậy á. Rồi thì mình sẽ làm full máy như thế này. Mình làm full máy như này thì phải nói là cực kỳ êm, và anh em chỉ cần chạy rô đai cho mình là tầm 500 cây thôi, một theo cho nhớt mới anh em bào vô tư luôn. Thì John rồi mình thay tay zin, rồi bật đạn máy mình thay toàn đồ xịn hết, rồi lòng trái này mọi thứ là mình sẽ xoáy lại y chang trái zin luôn. Cái độ hở của nó là tương đối là phù hợp với nhẹ nhưng không nặng và cũng không quá lỏng để anh em đi lâu dài. Nói chung là một chiếc xe dắt ngoài hãng nó như thế nào thì thật sự là chiếc xe này phục hồi lại là rêu tầm là 95-97%, thậm chí là 98% so với độ êm nha anh em. Cái nhỏ này thì mình ít quay lắm, thì lâu lâu gặp trúng xe nào ngon thì mình sẽ quay chia sẻ với anh em. Và mình vẫn có nhận làm những cái dòng máy này nha anh em, tuy nhỏ nhưng mà giá trị của nó ngon, nhưng mà mình làm đồ xịn nhưng mà giá phục hồi cục máy thì tương đối là rẻ thôi anh em. Nó tầm 3 triệu, nếu mà phát sinh lắm thì hơn 3 triệu đến 4 triệu ok. Lọc gió này kia, nhông sinh dĩa rồi thì mình trong quá trình làm mình thấy không ok mình thay. Đa số anh em là kỹ á,
thì thay lọc gió sớm thì cái máy anh em đi nó đỡ dơ lắm. Còn anh em mà làm biếng thay lọc gió hoặc là không đới á, thì cái xe anh em là đầu su bắp này kia đồ á, thì nó bám bụi cực kỳ nhiều luôn. Rồi thì xe này xong nha anh em, mình sẽ giao cho chủ xe chạy Rodai tầm 500 cây quay lại thay nhớt. Thì xe này mình có nhận là cách đây 3 ngày thì chủ xe cứ nói là ok em cứ chạy thử vô thoải mái luôn. Xong rồi chạy thử rồi đánh giá xong rồi kiểm tra và làm cho cái xe. Nói chung là hôm bữa trước thì cái xe này đã làm nồi một lần rồi, nhưng mà cảm thấy chạy nó không có được bắt, khi mà sóc ra lên thì nó rất là rung, thì do cái bố nó bị chai anh em, nó không có bắt được thì nó rung, nó rần cái xe. Nhưng mà khi mình làm lại rồi thì cực kỳ bắt hơn nha. Mình không cần thay lò xo, không cần thay lò xo nồi nặng hơn, nhưng mà nó vẫn bắt, vẫn ngon lành, ok ngon lành. Lò xo nồi dành cho những anh em nào mà trẻ thích bắt đầu đá số này kia rồi á thì đi là xo nặng. Còn anh chủ xe này cũng đứng tuổi rồi thì muốn đi sao nhẹ nhàng hết sức có thở, nhưng mà nó lanh hơn zin, mạnh hơn zin một xíu và nó êm nha. Đó rồi thì những tiêu chí đó thì mình sẽ làm trong cái khoảng đó là ổn nhất cho anh em nha. Anh em nào đang có nhu cầu mà không biết cái xe mình bị kêu như thế nào, hoặc là muốn có nhu cầu làm máy làm phục hồi lại thì cứ ghé tìm mình nha. Số điện thoại Zalo màn hình ở góc đây nè anh em, đó thì anh em cứ liên hệ với mình nha. Rồi chào.